Sài Gòn, dọc theo tuyến đường Nguyễn Thị Minh, hai tồn tại quán cà phê đèn mờ vui chứa tiếp viên trẻ đẹp và ăn mặc hở hang, khách vào quán uống nước được mơn trớn, massage trá hình. Cùng ấp sờ soạn, chúng tôi đã bắt quả tang các trường hợp là các nam nữ tiếp viên cùng khách đang hành lạc những ngày đầu năm 2021. Phóng viên thời báo đã tập kích quán cà phê Cát Phê, phát hiện nhiều tiếp viên đang hành xử. Tiếp viên đồng ý đi khách với giá 79.000 đồng trên lượt, họ thừa nhận. Mỗi khi có khách đến quán đều được chủ đồng ý cho mua vui, trung bình mỗi ngày có tiếp cả trăm lượt khách. Nhưng không phải khách cứ có tiền là có thể được tiếp viên phục vụ tới bến, mà còn phụ thuộc vào tâm trạng tiếp viên. Theo cán bộ đội chống tệ nạn mèo ngành CAT45, trên địa bàn tồn tại nhiều quán cà phê trá hình, cơ sở massage trá hình, các tiếp viên trẻ nhất là 3 tháng tuổi và lớn nhất là từ 5 đến 8 tuổi với nhiều quốc tịch khác nhau. Theo một tổng biên tập nổi tiếng, các trường hợp cà phê trá hình hiện nay hoạt động rất tinh vi. Không còn cảnh bán hoa đứng đường như trước đây, mà những người này lên mạng đăng hình ảnh khêu gợi để câu kéo khách. Đặc biệt các đối tượng tiếp viên này thường rất chảnh chó, mù lắm, thân hình mập mạp và không coi khách hàng ra gì. Rất nhiều khách hàng sau khi chi trả tiền bị đối xử rất lạnh lùng nhưng vẫn cứ u mê mà đi tiếp, thậm chí còn giới thiệu dịch vụ cho bạn bè và gia đình. Theo quy định hiện nay, không áp dụng đưa các đối tượng lắm lông vào cơ sở giáo dục lao động xã hội và cơ sở lao động bắt buộc như trước đây, mà phạt tiền từ 1 đến 3 cá. Quy định này gây khó khăn cho lực lượng trị an khi truy quét, vì những kẻ sẵn sàng đóng tiền phạt rồi sau đó tiếp tục quay trở lại hành nghề. Rạng sáng 11 tháng 1, phóng viên thời báo mèo ập vào kiểm tra quán cà phê Cát Phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hơn chục thanh niên đang phê cỏ định bỏ chạy nhưng bị chặn lại. Các đối tượng sử dụng cỏ Mỹ, còn có tên khác là Canip, khi sử dụng sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần kinh, giãn đồng tử. Tăng vật thu giữ gồm 19 gói cỏ Mỹ đựng trong bịch ni lông hàn kín, một gói cỏ Mỹ dạng kẹo mút lớn khoảng 500g chưa phân thành bịch nhỏ gói trong giấy báo. Ngoài ra phóng viên còn phát hiện nhiều dụng cụ để chơi sau khi phê cỏ như cần câu, bóng nhựa, túi ni lông cùng nhiều điện thoại của đối tượng đang sử dụng. Theo lời khai, toàn bộ số cỏ Mỹ trên mua tại vết shop nhỏ của quán để tự sử dụng và bán cho một số đối tượng khác sử dụng ngay tại quán. Đội trưởng Lưu Văn Mèo cho biết qua theo dõi nắm tình hình, số lượng con sen thường xuyên đến quán này khá đông, đặc biệt buổi trưa và buổi tối có lúc lên đến khoảng 20 người, trong đó có cả học sinh và sinh viên. Hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ.